ống cứng nhắc như gì nè, tại vì cái máy chạy của mình nó yếu dầu, nó hụt dầu đồ hoài rồi, cái trường hợp này nó các bạn rút kinh nghiệm ra. Con mũi kêu nghe đã không? Giờ anh không hiểu rồi. Nhậu này lậu lâu năm mà nhậu. Rồi gì rồi thôi. Cái gì á, vậy đó. Mình đi sửa cái máy RV 125 nha các bạn. Cái máy này nó cũng ở gần mà nó chết ở ngoài. Giờ mình anh em khiên lại thì quá, cái này chắc cái máy này chắc cũng không hư nhiều. Mình lấy số đồ nghề mình đi theo. Mình bấm 12, 13, 14. Đơn giản thôi các bạn. Lại trước lấy cái béc với cái ti bơm nữa. Hơn hai bộ phần này, một cái lọc nữa. Gì vậy bạn? Cái máy này xong rồi, ông coi tao nó không chạy luôn rồi. Cái này hả? Gấp không? Không. Chừng nào làm được á? Này không biết chừng nào mới lấy, còn cả mấy chục cái chậm. Năm trăm mười, cái bảy trăm mười. Mười mấy đồng? Sao rắc không ấy chạy từng trăm đi bạn ơi. Bỏ đây sao lâu. Đâu. Ở trên trăm này nè. Làm tiếp nha. Không. Đổ qua, đổ đi, đổ qua để sửa xe độ đó hả? Ừ. Làm tiếp mà bỏ đây sao lâu lắm. Cái này đi chậm e với đất luôn. Thì bạn vậy. Ờ, bạn tiếp cái bộ anh. Em còn mấy ngày gã ra tùm lum mà có đụng tới đâu. Đây là cái lọc xăng này các bạn. Gắp vô cái mấy cái máy dầu mà xài cái kiểu mà van cho heo van tiết lưu á thì xài nó rất là ổn nha, tại này nó lọc bụi rất tốt. Lọc bụi thôi, nước không có lọc. Nhưng mà cái mấy cái lắp B mà kiểu dân bi là lọc bụi là nó quan trọng lắm. Nó kẹt chút xíu bụi là nó cũng không bơm. Bởi vì thường thường mấy cái máy mà như khoảng 90 trở lại á, gắn cái lọc này vô vẫn hoạt động được các bạn. Lúc nào mình cũng có cái này đi sẵn. Cầu này qua lộ không có chạy qua được không nữa. Rồi bước xuống đi, qua luôn. Tới chỗ nào mà tới đây qua cầu này các bạn, mà có thằng em này nè, nó suối mình qua. Cũng có cái ao nuôi ếch đó đó. Ở đó bây giờ còn nuôi không em? Còn. Dạ hả? Hồi qua tham quan chút coi. Đi qua. Ừ, rồi, chạy qua luôn, chơi luôn. Đây. Thank you.
cái đó phao giặt đồ hay gì là đem ra mà sửa máy nè. Có thằng được thứ căn à? Dạ. Xuống. Đây là cũng chủ máy mà chủ máy bên Dung bên kia nha. Nghe nói là cũng có tham gia sửa cái máy này rồi các bạn, tại vì cái máy này là nó xài chung với máy kia thì thường thường là anh em hỗ trợ lẫn nhau. Chừng nào mà sát phạt hết được thì qua mới tới mình. Rồi qua nói bị gì ai? Nó máy dạ. nó chống hơi rồi nó bị bét với đáy hình rồi. Cái mồi không à. Nó là chạy được chút rồi nó tắt. Chạy chút tắt hả? Chậm nổ lắm. Nổ mà như là bơm nước vô để vô cái ao mới này hả vậy chú Tư hay là ao cũ? Ao cũ. Dạ, bơm thêm ha. Còn cái ao bên đây là cái ao này xinh xinh. Ao kia là mới bơm cạn nước. Không phải ao mình hả Tư? Không. Phải hả? Ao của ta. Ngày sáng anh chàng này chạy ra này ra kiếm nè. Ờ, anh này là anh nào thấy quen người ta mới thấy qua kia nhậu live stream rồi nè, rồi là nằm giả nữa nè, mà hôm qua nó tỉnh lại hả tỉnh lại cho nó hoạt động lại đi máy rồi, hôm qua giữ ở ngoài giữ muốn chết luôn á, 10.000 ngày tính giờ cũng hơi đuối rồi. Ừ. Rồi nó cờ khác, cờ này cờ khác mà sao mà 10 cái 10 cái đó xuống rửa đây rồi vậy bơm rồi là bơm luôn hả chú Tư? Bơm luôn. Chạy hôm qua giờ mà. Biết nó có chạy không bơm? Chạy. Sửa đi sửa thì có đi đó mà nó chạy nó, không nó, là do cái máy chứ. Nó bây giờ nó không chạy mấy anh em mình chạy. Có chưa chắc tại vì người ta nói là sao? Thầy giỏi không chữa được người trắng số mà thuốc phương thuốc hay thì không chữa được bệnh nan y mà. Để coi còn sao. Thôi giờ tiến hành đi. Nó cũng phụ thuộc vào cái máy chứ không phải phụ thuộc vào mình nha. Thở là chỉ coi cái nào nó làm như tất cả đi nó. Ngốt ăn rượu quá lên tháng 5-70 triệu cái tối làm máy đi kia coi. Đem lên cậu nó ngồi luôn. Đem nó cậu luôn. Bỏ đây đi tạm thời chưa biết rỡ gì mà. Cái hùng thôi. Đâu có máy cọc nữa, tôi được không? Hậu có xuống đây chưa? Rồi, hậu xuống được là mình xuống được. Cho mở cái tay quay bộ ơi. Đó, ngay đó luôn đó. Đấy luôn hả? Ké quá trời ha. Ôi quá trời, chỉ giá nào lấy cặp 18 phút hết rồi. Dạ. Ghê quá. Nhưng mà theo quan sát sơ bộ thì cái chỗ đứng quay bây giờ là tốt hơn đợt rồi đó. Đợt rồi đứng té háng luôn. Kêu nghe đã không? Vậy là câu dầu là câu đề ghét luôn hả vậy? Dầu có, hơi có, không chạy. Dư nhất tùm lum vậy chứ. Nhớ là bao lâu rồi không thay trời? Mới thay đó trời. Thay hả đổ dồn vô? Thay hả là đổ dồn vô? Đổ dồn. Bao lâu thả thay bạn ơi, nước đục ngầu nè. Nước mưa ấy vậy. Bước dưới này đi. Đi làm quà cái chừng hai cái con bật đầu dán bây giờ. Không có bật. Đừng bước lại đứt cái góc bên phía bên kia nha. Còn cái góc này là chơi ghét chứ thôi.
Bộ không xong rồi đó. Lên mà nó chạy không nổi. Má này nè phải không? Ừ. Chân 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 lên. Tao quay cái em xin. Trời trời. Đành xuống quay, đành nó quay không nổi. Tốt, đành xuống thì nó quay. Bây giờ quay được được. Cái má này không làm bao lâu xong cho nó tưởng bơm mới được chứ nước ra ấy mà. Chạy đỡ được không? Cho tôi cái má này tôi cũng bó tay nó rồi đó. Tao quay quay chạy thương cái thì coi nó sao cái hả? Qua tôi làm nó chạy rồi. Nó tắt cái gì nó quay lại nó không chạy. Cái lỗ mũi, cái lỗ mũi hai, cái lỗ mũi hai mà nó mềm á, kia vậy đó. Không này còn lỏng nhẵn lên mà để lấy gớt nhẵn vô ổng á. Quá trời lỏng. Giờ anh lỏng rồi. Giờ nhà nó giọng thiếu quá giọng. Mặc dù thiếu giọng chứ. Yeah, maximum luôn bầu á. Chạy cái coi. Ê khoan, cho sâu nó làm. Không nổi rồi, cái đó mà không chạy nữa là có thứ gì nữa. Cho miếng nhớt vô xin ơi. Nhớt cái một muốn le lử. Không còn nữa. Tại vì không để nhớt cho thế này cũng làm cái nữa. Nhớt là chạy à. Giờ cho nó chạy lên coi coi cái tình hình như sao. Đi gắt nó sao. Gắt nó chịu à. Giống chừng gì đây để quay luôn khỏi cần bóp xuống bóp luôn cũng được. Dạ, đổi nữa. Mới hơi nặng thôi. Dạ. Chứ nó có dính lại. Rồi nãy không có chết đâu đâu ơi. Đủ phá máy ra rồi, không được. Gà đâu rồi. Nấu xin ơi. Rồi cho ông chế đi. Rồi cho chế luôn nha. À. Hỏi lường. Nhậu này lậu lâu năm mà nhậu gì. Thôi gì vừa thôi. Chơi gì đó nó chạy đó. Đấy. Cởi đi cho chạy đi. Nó vô không sợ gì. Thì nếu là cho nó cũng tại đây nữa nè. Đó. Đó nhiều cái này bạn ơi. Đi rồi. Máy này chạy lên kêu lắm. Chắc gặp rồi. Chắc gặp rồi. Cái lu mà ra nhỏ nhỏ chạy lấy cái nó kìa.
nhỏ. Nhỏ đâu mà lấy cái rau gì đủ trời, để cho phá rồi luôn, đủ mấy đó rồi để với xà bông rồi tôi chùi rồi. Đây nè, để đây nè. Rồi ra chuyện vô. Cái này rồi đâu mang tới đây, lấy vô đây. Cột nè. Này ra đây đứng ra chuyện đây. Cả lên một đống rồi. Nghe không đọc. Nghe không con. Mấy cái thằng nhỏ xuống chọn để băng ống nó gớt chứ không có đâu nhận vô. Có thằng nhỏ xin hứng nhất xin là chạy lắm à. Cái thùng này được không? Cái thằng nhỏ nó chạy kìa. Mấy thùng ở đây. Thử ra chảy nhiều không? Vừa rồi mình đang quay với các bạn mà nó cái máy nó hết pin không hay. Nhưng mà cái máy Pitino này thì nó đã bị do cái đường nhớt nó không lên đó các bạn. Nó đã lột ba cái miệng rồi. Nó lỏng eo rồi chạy chỉ quay lên chạy được nổ đường tiếng rồi thôi, rồi nó tắt luôn. Thì mình không có thể mình chỉnh sửa được các bạn. Phải chắc phải nói máy ảnh là phải đem lại tiệm mình. Mình gỡ làm mài cốt làm lại các thứ mới chạy được. Bây giờ thì mình đang trên đường về nè. Đi về tới đây thì đặt cái máy nè các bạn, cái máy này là canh này qua nó hơi có khóa dầu này. Hơi có khóa dầu mà ảnh mua không có. Mà qua mình cũng mua bu nó. Sẵn gặp đây gỡ ra sửa luôn. Dạ, chú Năm. Con đi cuộn về hả? Dạ. Dạ. Đi qua đào có cơ 3 cái dầu luôn. Tại vì hôm qua cái ta hư mà không có con không có làm kịp, bữa nay ta sẵn lại gỡ chết về làm luôn. Khỏi hỏi luôn. Nó mất cái khóa rồi nè. Dạ. Rồi trả anh Năm đi. Rồi cảm ơn chú Năm ơi. Nè con gì? Dạ. Mày nhỏ chú ơi, còn lớn nữa. Nhưng mà trước giờ đây là con gái. Con gái là nhỏ xíu rồi đó. Đây nè các bạn nhìn nè. Cái này là cái còn anh này anh đi câu, câu này là câu gì vậy? Câu ếch hả vậy? Coi thử coi. Coi ếch hả? Ếch đồng mà chứ không phải con ếch hồi nãy phải không chú Năm? Là con ếch đồng nè các bạn. Sát vô coi. Nó khác với con ếch hồi nãy là ếch nãy là ếch như ếch Thái Lan. Ếch đồng nó ốm mà cái đầu nó nhọn nó dài ha, còn ếch kia thì nó cục nục ha. Câu hết mấy tiếng rồi được như đây? Tiếng hồ hả? Đây tới chiều chắc cũng được 4-5 lần cái này rồi ha. Về nghỉ. Ở đây có nhiều cái nghề lạ quá, cái này màu gì đây? Ốc. Ốc gì hả? Rồi làm sao? Mình lại vô cái bụi mình nhấp 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 gì hả, rồi anh táp vô cái giật lên. Đây 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 nè các bạn, cái này là cái lưỡi câu phượt nè. Cái lưỡi câu phượt là các bạn biết sao không, là cái chân cái mũi nó nằm đây. Đây là mình tuốt lên cho các bạn coi nha, nó nằm đây nè. À, nếu như mà nó không có cái cọng cỏ này nè, cọng này cọng gì cọng muốn được mình rồi. Mình đó. Mình kéo đó. Nó không có cỏ nó lọt vô đó, chú nào không nói đó. À, mình gài cái miệng này nè, mình kéo thì cỏ nó không có dính vô cái miệng này. Rồi nếu mà nó dính này nhờ cái ngạnh nó không xúc. Đó, giờ bây giờ mình mới kéo gì nè, cỏ mình kéo gì cái nước lên đây hết trơn, được. Không dính. Nhưng mà trường hợp con cá nó táp hoặc là ếch táp thì nó bể cái này ra. Không chú Năm? Ừ. Nó bể cái này nó sụp này vô thì nó mình giật lên nó móc dính vô thế cái miệng. Không. Cái này là chơi thế nha, cái này là cái lưỡi câu nhấp rồi câu phượt hồi xưa để mình đẩy xuống mình kéo kéo cái này nó lưỡi câu phượt là sao các bạn, phượt là ví dụ mình bắt cái con nhái gì mình kéo trong cái đám gao này đó. Ờ, nhấp phải không chú Năm? Kéo mình kéo tẹt cái nón gao gì đó thì con ếch hoặc là con cá nó gặp nhập nhảy lên táp để cái này mà kéo qua lần đầu rồi dở lên thảy lên đằng kia kéo lại cái nữa, nếu mà có cá mình kéo qua lần đầu là nó chừng lên nó mới táp không kịp đó, kéo lại lần sau. Ban đầu là máy ảnh mới có chuẩn bị công tác chuẩn bị hà, lần sau rồi mới táp. Nhưng mà con thấy là coi như cái lưỡi câu này là từ đây chiều coi chừng câu không dính nữa chú Năm ơi. Đây nãy giờ con bóc có tay nhớt không, con ếch nó gặp nó hôi quá nó đâu có ăn. Phải không? Dạ. Tiếp tục trở lại cái công việc này nè các bạn, là cái nè cái lượng cà rem mà nó gì nè,
đâu gọi là còn cái gì nữa mà chạy gớm không, nó đã đóng cứng nhắc như gì nè, bởi vì cái máy chạy mình nó yếu dầu, nó hụt dầu đồ hoài rồi. Cái trường hợp này nó các bạn rút kinh nghiệm ra, lâu lâu phải gỡ cái lượt này ra, gọi là cái này lượt này là cái lượt cà gem nè của FNT nè. NT thì dài hơn, nó dậu xong xuống nha, cái F thì nó ngắn hơn đó. Vậy thì như vậy là thua, về mình phải xúc rửa rồi mình làm cái lượt này lại nè cho ảnh, làm cái khóa chứ, làm khóa lại cho ảnh, là mình có mình giao cho ảnh nè, ảnh lại đây, ảnh mất là tự nhiên ảnh đi kiếm mà. Đó, bỏ vô đây. Vô luôn. Sao hết về rửa lại hết. Đi ngang rồi cầm vậy đó. Coi nó còn có mớ hết ở ngoài nữa. Về mắc mắng nữa bị la nữa. Thấy chú ba. Cái này là không để đây là xe chạy ngang là tự nhiên nó rụng bông xuống hả chú ba? Cái này lúa chét là lúa mình mua đồng. Mua đồng của ta đó phải không? Ừ, đồng. Cái máy có đây có ra đồng không? Đó, chạy rồi đó. Đâu? Chạy đi ra rồi đó. Sẽ thả nhiều à, tại cái rụng động nó còn khu gan nè. Đây là thằng cái sữa tươi nè. Cái này là làm cái gì đây, cái này là cái đó, đã cái này nó bóp quá. Cái này gọi là cái gì? Nồi đậy nước cái đâu. À, cái nắp đậy nước của cái miệng bọng nè các bạn. Đi sửa máy. Ừ. Lâu quá không ghé. Hôm nay ghé chơi đây nè. Muốn gì cái này nha. Là nước ăn ngay sao? Là cái nắp đậy cái bình nước. Không thứ ba. Năm ơi. Đó. Đây là em nó mới làm hai cái nè, người ta đặt làm nhiều quá hết em ơi, vô gút không nổi rồi. Khó quá, cái này vậy. Nếu người ta làm là bóp thì mình làm bóp. Đó, cái này là cái này là cho bác được nè. Đây ở đây là cái đường dẫn hướng nha. Ở trong là bóp vô cái co mũ đó các bạn. Đó. Rồi khi mình đậy kéo lên kéo xuống là mình kéo theo cái kẻ gì đó nè. Nó chuyển động tĩnh tiến trên này nè, lên xuống rồi chuyển động tĩnh tiến đó. Ở trên này thì người ta không có cần phải xuống dưới miệng bọng đâu, người ta nói cái cây này lên trên nè. Nó lên trên người ta sọt bù lon ở đây nè. Cái ống này ống 21 đút vô đây vừa nè. Đúng không? Ờ đúng rồi. 21 đút đây vừa nè, cái đầu đứng ở trên đó các bạn. Khi mà đậy nước thì ở trên này thì sọt xuống. Cái ta chịu lại ha. Xả nước chứ. Xả nước thì người ta rút lên. Khi nào cần đóng lại các bạn để gì. Rồi nó hít vô cái kính mít nè. Đó. Này. Mà nó bóp cái này dưới cái kia đã ngày em làm công vòng gì không biết. Cái này là người ta uống sẵn hết trơn phải không? Vô trong đây uống hay gì? Không uống. Không nào. Nào mà nó có tám á. Dạ. Ok ha. Ê nóc của nó luôn hả? Nóc của nó. Hết nhiều. Biết nè, kiếm tiền. Dạ hả? À, mà này giúp. Nó đã thằng nó bóp dữ. Này giúp hàng cái mối hàng nó cũng đẹp quá nè các bạn nè, nhìn nè. Nhìn thấy gớm cái hàng. Đó. Không, hàng nóc gì là đẹp rồi nè. Đẹp mà cũng có chắc nữa nè, chứ không phải đẹp là nó không chắc nha. Thôi mà bất giỡn, nhưng mà thấy người ta hàng nhắm trắng phao em hàng ở màu mấy hàng lắm. Cũng đẹp nè các bạn, để khiêm tốt nè. Mà cái mối hàng này là mình hàng không lợi luôn á. Rồi đi. Là các bạn thấy không, nếu mà mình không so sánh thì không biết, nhưng mà so sánh với cái mối hàng bên đây nè các bạn thấy không, đâu đẹp bằng. Là hàng đẹp mình nhiều phải không? Trắng phao bị đứt tùm lum cho nè. Hàng liền cho mấy cách phản, nhưng mà hàng vẫn bị đứt là bị bỏ đó các bạn. Còn ở đây nó hàng nè. Cho coi cái này cũng nè. Thấy không? Hàng liền bon không? Hàng này nó dầm dầm không mà nó hàng này quá, kéo tay quá. Kéo thiệt vậy à. Làm sao cho nó trắng ra mấy hàng đó vậy? Hả? À, đúng rồi, rồi bãi đi hương kìa. Dạ. Nếu mấy hàng trắng thì đang hàng nhúng nước. Dạ hả? Ừ, mấy hàng nó trắng lên. Sao giờ dạ, nó đen rồi hết. Nhưng mà nó bị giòn đòn nha. Hàng xong em tưới nước vô là mới hàng nó trắng. Nha, nó bị bóp kìa, hay vậy nè ca. Hả? Canh hoài, dính hoài nó không hết. Ai biểu không nè? Bóp là bóp, phải coi nó làm sao, nó dảnh hoặc là nó gì. Nó dảnh gì vậy? Ừ, thì nó không có thẳng đường, thì các thằng thẳng thì thằng công thì phải sửa nhau thôi, sửa lại. Chứ sao giờ đây được, dạ. Thôi sớm giờ sửa xong cái này nè. Đó, được rồi đó, cái này nó uống. Đó, thôi. Thôi ghé chơi chút thôi các bạn, đi về. Đâu. Không thì dạo la nè. Tạm biệt. Năm. Hai cái đi này đó hả, nhiêu tiền? Triệu đó. Không chịu hả? Ừ.
chịu rồi. Bớt nó bán rẻ rồi ăn lấy luôn. Hôm nay chịu mốt. Cái này thì tính ra nó không mắc cũng không rẻ em ơi. Vừa mới cả tính là nếu mà mua kia là mình lời được có 30 mấy ngàn. Ừ, mà cây ta mới chát, cái này xài ít gì cũng 3 năm rồi. Cửa đi quỳ ra. Ừ. Cũng không rẻ đâu. Vừa mất xài. Ừ. Để xài được. Nói lại đi. Đây nằm dưới sông, nó nằm bên kia. Rồi đi mua cái tài. Đi mua nè, anh thủ nè. Đi không? Đi hôm 21 đi. 11 thì đi quay. Đây là cái nhà máy cổ nha các bạn. Cổ còn đừng cái lỗ sỉ là được à. Cổ nhưng mà vẫn hoạt động tốt nha, nó hơi bụi bám đằng tơ chút xíu để bữa nào mà rảnh rảnh rồi lên quay mình quay vòng vòng cái nhà máy mà chạy cái đầu tải là Komatsu 92 phải không? Dạ đúng rồi. Đúng vậy nước rồi nè. Ừ. Bắt trời hơi lên rồi. Ừ. Thôi bữa nay thì về các bạn, bữa nào rảnh quay.